giờ như thế nào? Có còn hay ngắm nhìn trời sao? Có hay bỏ bữa ăn trưa? Có thức khuya khi trời mưa? Anh thì vẫn thế mà, nhưng chỉ khác mỗi là giờ đây ngày không có nắng và đêm nỗi buồn bao vây. Ngày không có nắng và đêm nỗi buồn bao vây. Giờ em có đang yêu người nào khác? Liệu rằng anh đã trôi đi và quên lãng? Bao lâu qua em vẫn vui cười, chỉ còn anh ôm nỗi nhớ thôi. Và em không cần bận tâm đâu nhé. Và anh vẫn là anh của lúc trước, chỉ lẻ loi đêm từng đêm âm thầm lẻ bước. Nhưng hôm nay bỗng dưng lại gặp một hình bóng anh đã từng yêu. Và anh chỉ muốn hỏi em một câu, em giờ như thế nào? Có còn hay ngắm nhìn trời sao? Có hay bỏ bữa ăn trưa? Có thức khuya khi trời trong gió.